Chào các em. Hôm nay chúng ta bắt đầu chương trình học online. Lý do là giãn cách xã hội để phòng ngừa dịch Covid, cũng là để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình và xã hội. Ở ngày hôm nay thầy hướng dẫn chúng ta cái chủ đề 14 là bài chỉnh sửa văn bản. Bài này ở sách giáo khoa trang 56. Mục tiêu của bài này là chúng ta nêu được lợi ích khi sử dụng các thao tác sao chép, di chuyển, xóa và chèn thêm văn bản. Phân biệt các thao tác sao chép và di chuyển văn bản, thực hiện chính xác, thích hợp các thao tác chèn, xóa, sao chép và di chuyển văn bản. Thứ nhất là khởi động, và chúng ta quan sát cái lời bài hát Búp bê bồng bông, một bài hát rất quen thuộc đối với các em thiếu nhi. Rồi ở lời bài hát này có những phần văn bản bị sai, thí dụ như là bỏ bạn bỏ bè, ở đây là chúng ta thiếu chữ chữ bỏ ha, bỏ bạn bỏ bè ha, thiếu chữ bỏ ở trước chữ bè. Rồi dấu ba chấm ở đây là thiếu một cái câu nào đó. Rồi bươm bướm bay, mà ở đây là bươm bướm này ha, như là chúng ta là bị sai chữ n ha. Rồi búp bê buồn 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 biền biệt bay bay ha, mà ở đây là để buồn phiền, vì là nhà bản chúng ta có rất nhiều chỗ bị sai. Và sau đây là phần nhà bản nó chỉnh sửa, nghĩa là chúng ta đã vì là chúng ta đã thêm cái dòng, thêm cái chúng ta di chuyển cái hàng này, bướm bay đưa lên trên, và chúng ta sửa lại chữ n thành chữ bờ ha. Rồi bỏ bạn bỏ bè, chúng ta thêm chữ bỏ và trước chữ bè, và chúng ta thêm cái phần văn bản đó là bươm bướm bay, và chúng ta sửa chữ phiền thành chữ buồn phiền thành chữ buồn buồn cho đúng với lại bài hát. Vậy thì từ cái đoạn văn bản chưa chỉnh sửa, ta chỉnh sửa lại bằng cách là chúng ta thêm, chúng ta xóa một số ký tự, là một ít văn bản, và chúng ta sao chép và di chuyển một số câu, một số chữ. Rồi vậy thì phần khởi động để cho chúng ta biết là một số thao tác đối với văn bản, đó là chúng ta có một số thao tác như sau, đó là thao tác xóa văn bản, chèn thêm văn bản, sao chép văn bản và di chuyển văn bản. Đó là bốn cái thao tác chính đối với văn bản. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn chúng ta từng thao tác một. Các thao tác chỉnh sửa văn bản, đầu tiên là thao tác xóa văn bản. Xóa một vài ký tự. Để xóa một vài ký tự, ta di chuyển con sổ tham khảo tới vị trí đầu hoặc cuối ký tự cần xóa, rồi bấm phím delete hoặc backspace. Ở đây là giải thích là phím backspace dùng để xóa ký tự đứng trước con trỏ sân thảo, còn phím delete thì dùng để xóa ký tự đứng sau con trỏ sân thảo. Rồi xóa một phần văn bản lớn. Để xóa phần văn bản lớn, ta chọn phần văn bản cần xóa rồi bấm phím delete hoặc backspace. Rồi ở đây thầy có một cái ví dụ để minh họa hai cái thao tác này, xóa một vài ký tự và xóa một phần mảng lớn. Rồi chúng ta chú ý chúng ta theo dõi cái đoạn video clip.
Tiếp theo đó là thao tác chèn thêm văn bản. Thao tác chèn thêm văn bản là để chèn thêm văn bản. Em cần xác định vị trí cần chèn, rồi di chuyển một chỗ soạn thảo tới vị trí đó và gõ thêm nội dung. Ở đây thầy có một ví dụ minh họa, rồi chúng ta chú ý, chúng ta quan sát. Rồi, thao tác tiếp theo đó là thao tác sao chép văn bản. Ở đây ta có một câu hỏi, đó là sao chép văn bản là gì? Sao chép văn bản là thao tác giữ nguyên văn bản ở vị trí gốc và tạo ra văn bản tương ứng để thêm vào những vị trí khác. Chúng ta có thể thêm nhiều cái văn bản gốc đó ở nhiều vị trí khác ha. Rồi các bước chúng ta thực hiện như sau. Bước 1, chúng ta chọn phần văn bản cần sao chép, nháy chọn nút lệnh copy trong nhóm lệnh clipboard của bạn, chọn home, hoặc chúng ta bấm tổ hợp phím Ctrl C. Bước 2, chúng ta đưa con chỏ soạn thảo tới vị trí mới và chọn lệnh paste trong nhóm lệnh clipboard của bạn, chọn home, hoặc là chúng ta bấm tổ hợp phím Ctrl C.